Nga Vũ xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vnews truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC và một số doanh nghiệp. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an, Cơ quan Điều tra đã tiến hành kê biên, phong tỏa tài khoản và tạm ngừng giao dịch đối với hàng loạt tài sản có liên quan. 1 Cụ thể, đối với bị can Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra thu giữ hơn 187,5 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV. Cựu chủ tịch tập đoàn FLC cũng bị kê biên ba thửa đất và tài sản gắn với đất. Những bất động sản này có tổng diện tích gần 2.000 m2 nhà đất, nhà và đất trong khuôn viên khu đô thị mới Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, kế toán tập đoàn FLC, em gái ông Quyết, cơ quan điều tra kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn với đất có tổng diện tích gần 700m2 tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy và khu đô thị mới Mỹ Đình 2, quận Cầu Giấy. Người em gái khác của ông Quyết là bị can Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS, cũng bị kê biên khối bất động sản gồm nhà đất có tổng diện tích hơn 350m2. Cơ quan điều tra cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước giả soát, ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản đứng tên Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và 46 cá nhân khác đã cho Huế mượn tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng. C01 còn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động, chuyển nhượng, mua bán đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, đứng tên Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga. Theo Bộ Công an, đây là những tài sản thu giữ, kê biên để đảm bảo khắc phục hậu quả trong vụ án. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phong tỏa 500 tài khoản chứng khoán liên quan các bị can. Trong đó, Trịnh Thị Minh Huế là người trực tiếp quản lý, sử dụng 500 tài khoản chứng khoán với tổng số dư hơn 7,6 tỷ đồng. Riêng ông Trịnh Văn Quyết có hơn 218 triệu cổ phiếu. Bị can Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và từng là luật sư trước khi thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC. Ông Quyết sau đó giữ vị trí chủ tịch FLC, đồng thời nắm quyền tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái như công ty nông dược HAI, công ty xây dựng Faros, công ty đầu tư chứng khoán AMD Group. Trước khi bị bắt, ông Quyết còn thành lập và là chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways. Kết luận điều tra xác định ông Quyết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ công ty cổ phần xây dựng Faros rồi niêm yết cổ phiếu trên hàn HOSE. Từ năm 2009, ông Quyết thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC. Năm 2012, ông Quyết chỉ đạo cấp dưới mua lại công ty cổ phần giải trí Greenbelt với giá 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết nhờ người đứng tên góp vốn vào công ty này và sau đó hai lần làm thủ tục đổi tên thành công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà rồi thành công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Trong những năm đầu, công ty này gần như không hoạt động và vẫn giữ nguyên vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Sau quá trình tăng vốn ồ ạt vào tháng 9 năm 2016, công ty Faros niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE với vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng. Thời điểm niêm yết, ông Quyết nắm giữ gần 178 triệu cổ phần, tương đương 41,7%. Đến thời điểm hết hạn hợp đồng, phải thu hồi các khoản ủy thác đầu tư hợp tác kinh doanh cho vay vốn, ông Quyết lại che giấu bằng cách ký các hợp đồng mua cổ phần các công ty thuộc nhóm FLC. Kết luận điều tra nêu rõ, dù biết việc nâng khống vốn điều lệ Faros như trên là vi phạm pháp luật nhưng ông Quyết vẫn thực hiện. Sau khi nâng khống vốn điều lệ, biết Faros không đủ điều kiện được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông quyết vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ gửi các cơ quan quản lý nhà nước đề nghị chấp thuận công ty đại chúng đăng ký lưu ký niêm yết cổ phần. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2016, mã cổ phiếu ROS được đưa lên sàn chứng khoán với số lượng 430 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 4.300 tỷ đồng tại Faros, vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng, nhưng số tiền thực góp của các cổ đông là 1.197 tỷ đồng, được sử dụng cho các hoạt động tổng thầu thi công các dự án của FLC trước khi niêm yết. Do đó, cơ quan điều tra xác định số tiền các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS bị chiếm đoạt là 3.620 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó có 141 tài khoản mở tại công ty chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại công ty chứng khoán khác, trong đó Quyết đứng tên 23 tài khoản. Để thực hiện việc thao túng thị trường chứng khoán, Quyết chỉ đạo Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của Trịnh Văn Quyết mở tại công ty chứng khoán BOS kéo dài từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022. Theo lệnh quyết, Nga chỉ đạo nhân viên thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho 79 trong số 141 tài khoản nói trên, với tổng giá trị hạn mức khống là 170 tỷ đồng. Bị can Huế đã sử dụng các tài khoản này đạt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2,8 triệu cổ phần, gồm các mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC. Sau khi đặt lệnh mua, Huế tiếp tục thực hiện các hành vi hủy lệnh, khớp chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã cổ phiếu để thực hiện hành vi thao túng. Sau khi tạo cung cầu giả tạo đối với 5 mã chứng khoán nhóm FLC nói trên, khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của anh trai, Huế bán cổ phiếu ra thị trường giúp cựu chủ tịch FLC thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, quyết chỉ đạo nhân sự ở công ty chứng khoán BOS ký chứng từ ủy nhiệm chi thanh toán bù trừ, hợp thức việc cấp hạn mức khống và hoạch toán báo cáo tài chính. Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết biết trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc dự kiến giao dịch nhưng vẫn chỉ đạo Huế sử dụng tài khoản của Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022 với tổng giá trị khớp lệnh là 1.689 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã kịp thời hủy bỏ giao dịch, ngăn chặn việc thu lợi bất chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, ban đầu bị can Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo em gái và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng cáo buộc ông Quyết đổ lỗi cho em gái và những người khác. Dù vậy, căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an cho rằng hành vi của cựu chủ tịch FLC đủ yếu tố cấu thành các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu vừa là người thực hiện tội phạm. Cũng theo cáo buộc, bị can quyết đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Kết luận điều tra chỉ ra, cựu chủ tịch flc còn lôi kéo tác động những người thân trong gia đình bạn bè thực hiện hành vi phạm tội chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng bị can vẫn ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội của mình đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi do đó cơ quan điều tra thấy cần phải xử lý bị can này bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục dân đe phòng ngừa chung những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo trên kênh youtube vnews VN truyền hình thông tấn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại